Chào mừng đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay bản Mega Huyền Thoại vừa ra mắt một tính năng mới, đó là tính năng cổ vật to tầm và mình đã mượn account của một người chơi bản Mega Huyền Thoại để review về tính năng này. Như các bạn thấy, khi bắt đầu vào thì sẽ có bốn cái tượng cổ và thực ra nó sẽ còn có một cái tượng cổ thứ năm nữa. Và muốn mở được cái tượng cổ thứ năm thì các bạn sẽ phải tổng 4 cái tượng cổ này phải đạt được 650 điểm năng lượng thì cái tượng cổ thứ năm nó sẽ xuất hiện. Nhưng mà trước đó thì chúng ta sẽ cùng nhìn qua đó bốn cái tượng cổ này trước đã. Cái tính năng tượng cổ này chủ yếu là để tăng thêm cái chỉ số dành cho Pokemon của bạn là chính và các bạn sẽ cần phải sưu tập đó là những cái cổ vật để lắp vào trong này. Mình sẽ lấy ví dụ, uh, ví dụ như là một cái tượng như thế này thì các bạn sẽ cần đó là 7 cái cổ vật để lắp vào đây, đây cổ vật hiếm 33 này, cổ vật 29 này. Và khi các bạn lắp đủ 7 cái cổ vật ở đây thì các bạn sẽ được cộng thêm đó là 87 thủ vật lý với cả 74 thủ đặc biệt dành cho toàn bộ Pokemon của bạn. Nhưng mà nó cũng sẽ kèm theo đó là cộng thêm cho hệ rồng, hệ tiên với cả hệ lửa, đó là 72 thủ vật lý, 61 thủ đặc biệt nữa. Và kèm theo khi bạn đã mở khóa được uh, một cái tượng như thế này thì các bạn sẽ được đó là cộng hai sức mạnh. Lúc ấy thì uh, mình dịch đó là cái năng lượng thì bản tiếng Việt dịch đó là sức mạnh này và cổ vật thì sẽ kiếm như thế nào? Uh, săn tìm, mỗi ngày các bạn sẽ nhận được một lần miễn phí để lấy được một cái cổ vật hoặc là một cái cổ vật xanh dương này hoặc là bất bất chợt các bạn có thể lấy được đó là những cái lá cây và cái lá cây đấy để các bạn có thể đổi được những món đồ uh, theo kiểu cổ vật ở đây mỗi tháng thì các bạn sẽ có thể đổi vật một cái cổ vật đỏ ngẫu nhiên hoặc là đổi được ba cái cổ vật vàng nhưng mà cũng cần phải cái lá cây này mới đổi được này đây nó chỉ mở ra ngẫu nhiên thôi còn nếu các bạn mở ra như là muốn tự chọn một món cổ vật nào đó thì nó sẽ mắc hơn ví dụ như là cái cổ vật mà màu đỏ này là tất 2 hai nghìn nhưng mà nếu bạn chọn ngẫu nhiên thì chỉ có nghìn hai cho nên là lúc này mà dạy như là chưa có nhiều cái lá cây để đổi như thế này à, Cái cây để đổi thì các bạn cứ chọn đó là cái ngẫu nhiên này Nếu các bạn có đủ cái lá, cái, cái gỗ Tuy nhiên bạn vẫn có thể đó là quay bằng kim cương Vậy nên là bạn nào mà có kim cương cứ quay thôi Mắc cái này cũng sẽ rất là nhanh khi các bạn có đầy đủ kim cương này Và mỗi ngày các bạn có thể tìm được cổ vật đó là 100 lần Thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ Mỗi lần 680 kim cương này Thì các bạn có thể nhận được những món đồ dưới đây có kim cương này, có cả những gỗ quý này. Và cứ thế thôi. Spam thôi. Thỉnh thoảng 5 lần thì nó sẽ lựa ra đó một cái cổ vật màu vàng cam chẳng hạn này. Thì cái này sẽ rất là phù hợp dành cho bạn nào có lẽ như là có nhiều kim cương đầu tư vào đây thì coi như là cũng sẽ có được thêm đó là những cái... Đây, chỉ nó chỉ cho tối đa đó là quay được 100 cái cổ cổ vật mỗi ngày thôi. Đến ngày mai thì nó sẽ reset lại và các bạn sẽ quay trực tiếp. 680 và nhân với 100 tức nghĩa là mỗi ngày các bạn bỏ ra 6.800 kim cương là có thể quay được rất là nhiều cái cổ vật ở đây rồi và đây mình lấy ví dụ này vừa rồi thì mình đã quay được đủ ba cái này rồi thì bạn ẩn có thể ẩn khảm nhanh thì cả ba cái đấy nó sẽ tự lắp vào đây và nó sẽ kích hoạt được một cái thì Pokemon toàn bộ Pokemon được cộng thêm 40 thủ vật lý 34 thủ đặc biệt đây kích vào và bắt đầu là nó chỉ cộng thêm chỉ số quan trọng là cái này các bạn sẽ cần phải có thể như là có thêm nhiều cái món đồ này và khi các bạn đã khảm được hết đầy đủ các vào đây rồi như là những cái nào mà các bạn thừa ra chẳng hạn nhé các bạn để ý nhá nếu mà thừa ra thì bắt đầu mới tống vào đây thôi vứt vào đây để lấy lại cái điểm và cái điểm này để dùng làm gì chúng ta sẽ mua ở trong cái shop này những cái nào các bạn chưa có thì các bạn sẽ mua tiếp nhưng mà cũng vẫn để lưu ý phải tìm xem là cái nó chưa có rồi cho các bạn biết là cái này đã có chưa và khi các bạn đạt được đến cấp cái mốc này đây thì các bạn sẽ nhận được thêm 100 kim cương. thì với việc bây giờ chỉ có ở trong cái uh, săn tìm này thì các bạn mới có thể được thêm cái cổ vật thôi. còn đâu nếu mà mở ra được thêm một cái tính năng mới đó là tính năng thao uh, thì các bạn sẽ có được uh, tìm kiếm được cái cổ vật nhanh hơn. thì đây chính là tính năng thao này. trong này thì nó sẽ có rất là nhiều cái nhà theo kiểu mà thu thập gỗ này, xong rồi là thép này để xây nâng cấp lên các cái nhà khác này và sẽ có được đó là các cái bánh gato và bánh gato này các bạn cũng sẽ dùng để có thể là thám hiểm ở đây thám hiểm ở đây thì các bạn sẽ nhận được những cái hòm này và hòm này thì nó sẽ có thể mở ra được đó chính là những cái cổ vật để các bạn có thể bổ sung thêm vào trong cái tượng cổ vật của các bạn và đây chính là cái cổ vật này đây là một cái thứ năm này cần 650 điểm năng sức mạnh của bốn cái trước thì mới đủ này và mình sẽ lấy ví dụ này ví dụ như cái này nhá nó sẽ ghi ở đây phía dưới đó là đã đủ 11 cái rồi thì khi nào mà cập nhật cái này thì các bạn sẽ nhìn được dễ hơn đó là cái nào đã đủ rồi và cái nào chưa đủ còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi khám phá cái lễ hội mùa hè 10 uh, ải nhá uh, ải đầu tiên đây ải uh, này đánh bại tất cả con slow poker này ở trong uh, một lượt bạn đơn giản uh, ải một để đơn giản lắm các bạn chỉ cần cho mỗi một con uh, mac này vào thôi là coi như các bạn đã giành được chiến thắng rồi Và xong nó nổ xong thì coi như bạn đã giành chiến thắng Rất là đơn giản ở ải 1 Tiếp đến ải thứ hai thì bạn phải đánh bạn tất cả các Cellular ở trong thời gian giới hạn này Thì đợt ngày xưa thì mình sử dụng đó là những Pokemon như thế này Hoặc là bạn có thể sử dụng con khác cũng được Nhưng mà có những Pokemon theo kiểu mà đánh hàng sau vẫn rất là ok Để Mình lấy ví dụ như thế này cũng được Đánh kiểu như là con Cellular này theo kiểu mà nó Mở mắt ra Thì Thì các bạn sẽ đánh được nó Hiện tại tất cả bây giờ lại như là nó đang đóng lại như này. Những con nào hành động thì bắt đầu nó sẽ mở ra này. Còn đâu bình thường đánh như này thì nó sẽ có gọi như là chống được đòn tấn công của bạn rồi. Và như các bạn thấy đó là một con uh, Regirock nó vừa nổ phát là coi như là ba con kia nó được mở ra là coi như bị tử trận rồi. Và bây giờ tất cả những con này nó được mở mắt ra thì các bạn đánh một cách thoải mái. Còn cái con uh, kiểu dạng như con uh, khỉ lửa kia thì nó đánh được hai lần thì lấy vào để dùng thôi. Ải này qua cũng rất là dễ này. Đến ngày mai thì sẽ mở thêm đó là ải 34. Ngày mai sẽ mở ải thứ ba. Đó là team Rocket đã xuất hiện. Điều kiện của ải này các bạn phải bảo vệ được con Slowpoke này và đồng thời cũng tiêu diệt được toàn bộ địch này. Đây một ải cũng không phải là đến nỗi khó. Các bạn có thể sử dụng đội hình giống như thế này cũng được. Hoặc là các bạn có thể bỏ Cobalion trở thành con Slash hoặc là Mega Agron cũng đều được cả. Tuy nhiên là Cobalion này thì vừa có khả năng tạo khiên lại vừa còn có khả năng đó là tấn công địch nữa. Thì mình sử dụng như vậy thôi và cái ải này nó sẽ như thế này Solo cái này nó sẽ bị đóng ở đằng trước rồi và các bạn sẽ phải bảo vệ nó Thực ra đây là cái sự kiện sinh nhật mùa 2 ở các bản khác còn về bản Việt thì chuyển sang thành nó là cái sự kiện mùa hè Như các bạn thấy là Koba liền nó có thể khả năng tạo khiên này còn Dragon Knight thì skill của nó rất là mạnh để có thể tấn công địch và có thể nữa là sử dụng để làm địch không thể ra đòn tuyệt kỹ cũng rất là ok Thì vừa rồi rất là xui xui, mình đánh nhầm cho con kia bị ấy thôi. Và như các bạn thấy, ải này vượt qua cũng rất đơn giản bằng cách nó bảo vệ nó Với cả tấn công bằng những con kia. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với ải thứ tư. Ải này sẽ tiêu diệt con Slowpoke nào đang giữ cái vương miện khi vừa bắt đầu vào trận thì các bạn sẽ thấy ngay đó là một con nó hiện lên cái vương miệng này và như các bạn thấy đây chính là cái con nó giữ vương miệng Các bạn sẽ phải tìm con nào có kích hoạt cái vừa rồi và tấn công nó Khi các bạn tiêu diệt nó xong thì coi như ảnh này nó cũng sẽ kết thúc và các bạn sẽ vượt qua được Thì cái này rồi anh chịu khó đọc cái phần chú ý của nó thôi là sẽ vượt qua rất là dễ Xong bạn đã giành chiến thắng Và đây như các bạn thấy đây Cứ chỉ mất thời gian thôi đến lượt 3 bạn đánh được đủ hết thì coi như là xong Thì chúng ta sẽ chuyển qua đó là cái ảnh cuối cùng của ngày 3 đó là ảnh 7 Đợt này đó là về con Articuno Bạn sẽ phải tiêu diệt được toàn bộ con Regia này Tuy nhiên là không được đụng đến đó chính là con Articuno kia Thì bạn sẽ có thể sử dụng những đội hình Uh, như mình dưới đây để có thể vượt qua phải tránh không được đụng vào con Atikuno thì các bạn sẽ giành được chiến thắng này con Uvai uh, này thì các bạn sẽ đánh ở hàng trước ba con và tiếp tục đến con uh, liền này bạn chọn đánh con nào đây bên này các bạn cứ đánh theo thứ tự là sẽ qua còn uh, Ente đánh được theo kiểu một hàng dọc thì ok các bạn đã vượt qua được một một con rồi con này đánh được theo kiểu một hàng dọc cũng tương tự như vậy tiếp tục như thế này và cuối cùng đó là con um, đánh được theo kiểu một hàng dọc và các bạn sẽ vượt qua được cái ải mà đây như các bạn thấy đây cứ uh, cứ chỉ phải mất thời gian thôi đến lượt 3 các bạn đánh được đủ hết thì coi như là xong thì chúng ta sẽ chuyển qua đó là cái ải cuối cùng của ngày 3 đó là ải 7 lần này đó là về con um, Articuno bạn sẽ phải tiêu diệt được toàn bộ con regi này, tuy nhiên là không được đụng đến đó chính là con Articuno kia. thì bạn sẽ có thể sử dụng những đội hình như mình dưới đây để có thể vượt qua. phải tránh không được đụng vào con Articuno thì bạn sẽ giành được chiến thắng này. con uvai này thì các bạn sẽ đánh ở hàng trước ba con và tiếp tục đến con uh, cobalion này, bạn chọn đánh con nào đây bên này, bạn cứ đánh theo thứ tự là sẽ qua, còn uh, ente đánh được theo kiểu một hàng dọc thì ok, các bạn đã vượt qua được một một con rồi, con này đánh được theo kiểu một hàng dọc cũng tương tự như vậy, tiếp tục như thế này và cuối cùng đó là con uh, Reggie đánh được theo kiểu một hàng dọc và các bạn sẽ vượt qua được cái ảnh. Chúng ta sẽ cùng đến với cả những cái ải cuối cùng, ảnh uh, tám bài hát của Luza này điều kiện đó bạn phải bảo vệ được con slowking của bạn và chơi được bản nhạc của Luza thì mới có thể giành được chiến thắng và muốn chơi được bản nhạc của Luza thì các bạn sẽ phải cần đó là con slowpoke này, uh, slowking này hành động được 5 lần thì coi như là các bạn đã giành được chiến thắng này. Điều kiện cũng phải bảo vệ nó luôn. Cho nên là các bạn chỉ cần đó là hồi phục để dạng như để cho con slowking này nó không bị chết là ok rồi. Các bạn cứ để con uh, Slowking này hành động được đủ 5 lần là coi như các bạn sẽ giành được chiến thắng. Các bạn có thể trang bị, đó là những Pokemon khác, gần như có thể khả năng giải khống chế chẳng hạn, nhưng mà Blissey thì vừa có khả năng hồi máu vừa có khả năng giải khống chế thì rất là tuyệt này. Và cứ như vậy thôi, cầm cự đến khi mà nó hành động 5 lần thì các bạn sẽ giành được chiến thắng này. Blissey thì có khả năng giải khống chế luôn Vậy nên là Slowpoke nó hành động được như vậy rồi Thì Trong vòng 10 lượt các bạn phải hành động được 5 lần Ức chế nhất đó là mỗi con Articuno nó hay chơi trò đóng băng thôi Và đây bạn đã hành động 5 lần Và cuối cùng đã giành chiến thắng ở ải này Ải này cũng vượt qua được rồi Và chuẩn bị đến đó là cái ải 9 Lusa xuất hiện Bạn sẽ phải tiêu diệt Đó là bộ 3 Zapdos, Articuno với cả Monchess các bạn có thể sử dụng đội hình ở dưới đây Nó có sẵn một con Luza rồi này Và còn lại 5 Pokemon kia Đây trong cũng là một trong những cái ải Cũng có vẻ là khó đấy Bởi vì là Luza mỗi lượt thì nó sẽ tạo ra được một cái nốt nhạc Đặt lên là ngẫu nhiên một con chim nào đó Thì các bạn sẽ tập trung đánh vào con chim đó Thì con đó sẽ mất được nhiều máu hơn Chứ bình thường nếu các bạn đánh vào những con kia Thì nó sẽ mất rất là ít máu Mình sẽ lấy ví dụ Ví dụ như vừa rồi 9.700 thôi nhưng mà kèm theo các bạn lấy một số Pokemon có khả năng giảm nộ thì cũng sẽ an toàn hơn Bởi vì mấy con này trong này đánh rất là ghê luôn đấy Nếu bạn không cẩn thận thì nó có thể đánh chết toàn bộ team của bạn luôn Vậy nên là lấy được một số Pokemon có khả năng giảm nộ thì bên bạn cũng sẽ an toàn hơn Đấy ví dụ như vậy đó là con Suicune nó có khả năng đó là giảm nộ của địch đi Và các bạn cứ dần dần như vậy thôi Nhưng Mà trong vòng 3 lượt các bạn phải tiêu diệt được toàn bộ địch Nếu không thì sẽ nguy hiểm Lấy thêm Lucario để có thể là giết địch dễ hơn. Còn con Chanerulia này thì nó có khả năng giảm nộ của địch rồi và cuối cùng đã giành được chiến thắng một cái ải cũng hơi hơi khó một xíu và cuối cùng cái ải 10, ải 10 này thì hầu như ải 10 đợt nào cũng dễ cả. À, nó có sẵn một con Slowking rồi, các bạn sẽ bỏ thêm một số Pokemon theo kiểu mà giống như những cái đợt trước các bạn đã từng chơi. ấy những uh, Pokémon theo kiểu bộ AB các kiểu như thế này để đánh với bên kia và con Slowking cũng sẽ là một con kiểu như là gánh tìm mạng rất là nhiều luôn. Ải này cũng không hề khó gì cả. Các bạn cứ đánh thôi và con Slowking đam thì rõ là to. Các bạn sử uh, dụng nó thì tiêu diệt địch cũng rất là tốt và phòng thủ của nó cũng rất là ghê nữa. Còn ải này thì coi như là để có những các bạn uh, mất thời gian một tí thôi chứ còn uh, vượt qua được thì kiểu gì cũng là 100%. Cho nên là mình cũng sẽ cắt cả nên đi luôn. Và cuối cùng, một mỗi con Slowking sống sót và các bạn tiêu diệt được địch. Và sau khi thắng xong, các bạn sẽ nhận được một cái danh hiệu.